Bây giờ mình có ý kiến vậy nè, mọi người có đồng ý theo mình không nha? Ví dụ như bây giờ ai ở vùng xanh á, thì mình nhộm tóc xanh. Còn ai ở vùng vàng á, thì mình nhộm tóc vàng. Ai vùng đỏ thì mình nhộm tóc đỏ. Còn ai ở vùng cam mình nhộm tóc cam. Nó vừa thời trang mà nó vừa dễ cho mấy anh kiểm soát, dễ kiểm nữa. Mọi người đồng ý không? Bây giờ mình có ý kiến vậy nè, mọi người có đồng ý theo mình không nha? Ví dụ như bây giờ ai ở vùng xanh á, thì mình nhộm tóc xanh. Còn ai ở vùng vàng á, thì mình nhộm tóc vàng. Ai vùng đỏ thì mình nhộm tóc đỏ. Còn ai ở vùng cam mình nhộm tóc cam. Nó vừa thời trang mà nó vừa dễ cho mấy anh kiểm soát, dễ kiểm nữa. Mọi người đồng ý không? Bây giờ mình có ý kiến vậy nè, mọi người có đồng ý theo mình không nha? Ví dụ như bây giờ ai ở vùng xanh á, thì mình nhộm tóc xanh. Còn ai ở vùng vàng á, thì mình nhộm tóc vàng. Ai vùng đỏ thì mình nhộm tóc đỏ. Còn ai ở vùng cam mình nhộm tóc cam. Nó vừa thời trang mà nó vừa dễ cho mấy anh kiểm soát, dễ kiểm nữa. Mọi người đồng ý không?